Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình tiếp tục lên giới thiệu máy bên mình cho các bạn xem. Thì mọi người xem mà ưng con nào mọi người liên hệ bên mình để đặt hàng qua số điện thoại, nhắn tin Zalo hoặc nhắn tin Facebook để đặt hàng nhé. Thì hôm nay mình bận vì quê thì cho nên là mình cũng không nhập được hàng mới. Thì mình sẽ lên những con máy mình đang còn và mình sẽ quay qua thôi. Ai muốn xem chi tiết thì mọi người nhớ nhắn tin qua Zalo. Bên mình sẽ gửi hình ảnh video cụ thể nhé. À đây có con này mới về là rẻ cực luôn. Oppo Zero 6 này. Oppo Zero 6. Vỏ 6. Mặt trước đẹp vỏ 6. Oppo Zero 6. Con này chỉ để cho mọi người giá cực kỳ mềm thôi. 4 triệu 6 nhá. Oppo Zero 6. 6Z 5G đấy. 4 triệu 6. Chung hình thức 98. Con này thì mình mới nhập, mình chưa kiểm tra được nhá. Đây hình thức thì các bạn xem qua đi. Ok, Oppo Reno 6 có 4 triệu 6 rồi. Duy nhất một cây này hôm nay mới về nhá. Đấy. Còn thì đây vẫn là con iPhone 13 siêu chất. Đẹp gọi là hết lực chấm luôn nhá. Này. Nguyên hộp phụ kiện đầy đủ. Máy mới mua được 15 ngày. 26 triệu bảo hành còn nguyên 1 năm. Bản VN pin nguyên 100%. Mới sạc 11 lần nhá. Nguyên đầy đủ phụ kiện zin. Đấy. Tiếp theo là mình có con 12. Con này về từ hôm qua lên video rồi. iPhone 12 nhá. Con này là pin 90%, máy bao zin. Pin 90% máy bao zin mát nước gì nhỉ? Mã Mỹ hay sao ấy? Bản KH nhá. KH 11 triệu 300. Tiếp theo là 12 Pro Max. Bản Mỹ 256GB. Pin 90 máy đẹp keng 99. 21 triệu 500. Con này mình đang xài cho nên chất lượng nó miễn bàn nhá. Đây. Đây là kênh YouTube của mình nhá. Kênh YouTube của mình là Thanh Tú Store này. Đấy. Được 55.000 người đăng ký rồi. Ngay xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Tiếp theo là con 12 Pro Max. Máy Ma Mỹ, pin 91, hình thức 98, máy bao zin 18 triệu 900 nhá. Tiếp theo con 12 Pro Max. Con này bản VN nhá, pin 87, máy bao zin thức đẹp 128GB. Con này có giá là 19 triệu 300. Một cây 5SE 5 triệu nhá. Thật xin lỗi các bạn. SE 2020. Còn SE 2016 rồi nó rẻ hơn nhiều nhá. Tiếp theo là 11. 11 các bạn ạ, hôm trước mình về được cái lô đấy. Bán gọi là gần hết rồi đâu. Xem nào. Ô nào. Còn có 2 cây rồi. 3 cây. Đấy. Mình về 8 cây còn có 3 cây các bạn ạ. iPhone 11 mình mới về từ hôm qua thôi. Nên một cái video bán được luôn 5 cây. iPhone mới bán được luôn đúng rồi 5 cây nhá. iPhone 11 64GB Ma Mỹ. Máy bao zin hình thức 98. Máy bao zin hình thức 98 nhá. Mặt nói chung là có chảy sức chút xíu. Nhưng mà máy bao zin và máy chưa đến 8 triệu, có 7 triệu 9 rồi. 7 triệu 9 rồi nhá. Đấy. Còn các con máy đẹp như này. Đây ví dụ như thế này. Là có giá là 8 triệu 6 nhá. 8 triệu 6 có 2 cây này là 8 triệu 6 này. Hình thức 98, máy bao zin nhá. Đây là 9 triệu 6, à 8 triệu 6. Toàn Mã Mỹ hết các bạn nhá. Thế còn là 2 cây này, một cây bản KH, một cây bản Mỹ. Pin 90 hình thức đẹp keng thì là 8 triệu 8 nhá, 64GB. 8 triệu 8. Thế còn có cây này siêu đặc biệt. Đấy, con này đắt hơn con kia vào vị trí bao nhiêu? Đắt hơn 2 triệu. Bản VN64GB dành cho khách gọi là siêu khó tính. Đẹp gọi là đẹp hết lực chấm luôn nhá. Đấy, chấp anh em dùng kính núp soi luôn. 9 triệu 8. Còn con này là 11 triệu 500, 256GB bản VN, pin 93%. Đấy. Ok, tiếp theo là 11 Pro Max thì mình chỉ còn 2 cây thôi nhá. 11 Pro Max, con này là Ma Mỹ pin 88, 64GB máy zin thì thức đẹp 13 triệu 800. Còn con này của mình là
12.200, 64GB ma Mỹ, pin 81, máy bao zin hình thức 98 nhé. Mọi người cứ bảo là nhiều bạn mình chẳng hiểu là comment cứ bảo mình là giá đấy để mà dùng, nhưng quả thật những ai theo dõi kênh YouTube của mình các bạn biết đấy, mình không có hàng mà bán luôn. Mình còn đảm bảo giá của mình là nói siêu rẻ thì mình không dám nói, nhưng mà giá của mình là hợp lý. Đấy, giá của mình là hợp lý nhá. Tiếp theo là XS Max. XS Max 64GB nhá. Màu đen 8.3 triệu, màu trắng và màu gold là 8.5 triệu. Đấy, XS Max. Thế còn cây màu gold này là bản đặc biệt, không phải bản đặc biệt mà con máy đặc biệt là đẹp hơn. Thì 8.9 triệu. Đó, 8.9 triệu nhá. 64GB Mami, pin 91. Tiếp theo là X và XS. iPhone X 64GB nhá. X 64GB là 5.5 triệu, 256GB là 6 triệu. XS 64GB là 6.5 triệu, 256GB là 7 triệu. Ok. Tiếp theo là một con 6S Plus, 64GB 2.7 triệu, máy đẹp nhá. Con này của mình là 16GB 2.5 triệu, 6S Plus. 7 Plus 3.5 triệu cho đến 3.8 triệu tùy hình thức nhá. 3.5 triệu đến 3.8 triệu. Ok. Có một con 6G có tài khoản ẩn này, 900.000 nhá. 900.000. Còn bình thường 6G là 1.5 triệu. 64GB là 1.7 triệu nhá. Tám G 3.5 triệu một cây, hình thức 98. Máy bao zin trừ quả pin nhá. Còn 7G bên mình máy đẹp là 2.5 triệu nhá, máy phẩy là 2.3 triệu, 32GB zin trừ quả pin nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ giới thiệu sang dòng Android. Samsung Note 9 vẫn là cực hot. Samsung Note 9 bản Nhật nhá, máy đẹp 99, bao zin 4.950.000. Bản Nhật dùng chip Snapdragon 845. Chúng anh em mua thì cứ nhắn tin Zalo mình hoặc gọi điện trực tiếp. Note 9 này là bản Việt Nam à? Con Note 9 này là bản gì đấy? Mới mua con này em ơi. À, bày vào đây. Mấy khách mà. Tiếp theo là con Oppo A94, bản RAM 8GB và RAM 3GB. Bộ nhớ là 128 nhá, 3.8 triệu, máy bao zin hình thức 98, phẩy lông mèo lông chuột thôi. Rất là ok nhá. Oppo Zero 6Z 5G. Còn hai cây, còn một cây đấy. Em ơi, bán được con Oppo Zero 6Z 5G nào chưa? Thế mình có 3 cây mà. Có một con nữa mà. Oppo Zero 6Z 5G nhá. Rồi mình có hai cây đẹp như nhau. Một cây đẹp như nhau rồi. Hai cây đẹp như nhau. Nâu đi đẹp như nhau nhá. Một cây 5.6 triệu và một cây 6 triệu. Lý do là cây 6 triệu là còn nguyên phụ kiện chính hãng nhá. Còn mấy cây là mình thanh lý để cuối video này. Vivo i15s, máy đẹp keng 99, RAM 332, 2.6 triệu, là pin 6.000 nhá, pin siêu châu. Oppo Zero 5 có 3 cây, hai cây này đẹp keng 99 là 4.7 triệu. Còn cây này của mình thì máy zin, tuy nhiên là lưng sau phẩy và mặt trước đẹp nhá, 3.8 triệu.
máy có hơi cong một chút xíu nhé, 3 triệu tháo. Oppo A74 bản RAM 8GB và RAM 3GB, bộ nhớ 128, máy đẹp keng 99, 4 triệu tư nhé. Redmi Note 10, hôm nay có cây này à? Cây này hàng bom hay là cây này mới mua đó? Bản RAM 6GB, bộ nhớ 128. Cái này Redmi Note 9T à? Cái con gì nhỉ? Redmi Note 9T đúng không? Cái này thì RAM 6, bộ nhớ 128, 3 triệu 2 nhá. 3 triệu 2, máy đẹp. Nốt. Em mua bao nhiêu? Mua 3 triệu 6 con này. Chẳng hỏi anh gì. Con này thì mình bán, em biết là bản cái hôm mình bán bản RAM 6 bộ như 256, anh ấy bán ra 3 triệu 9 lâu rồi. Đấy, đây là một vợ mình không biết nhập, thôi không sao cả, vui vẻ thôi. Rút kinh nghiệm lần sau vẫn thế. Redmi Note 9 vợ mình mua 3 triệu 6, RAM 6 bộ nhớ 128, ok bán 3 triệu rưỡi nhá, chấp nhận đâu. Đấy, mua khách trên YouTube đấy. Đến đổi máy nhá. Samsung A22 3 triệu 9 có 2 cây nhá. Máy zin thì tự đẹp 99, RAM 6 bộ nhớ 128. Em ơi, cho chị hỏi với chị muốn thay cái mặt cho cháu khoảng bao tiền em ơi? Ở chung buôn bán mà, con nọ con kia. Tiếp theo là Redmi Note 10 Pro, RAM 8 bộ nhớ 128, 4 triệu rưỡi nhá, và còn nguyên hộp phụ kiện. Còn là Redmi 11, Mi Note 11 à? Hay là Mi 11 nhỉ? Bản con này 2 RAM, RAM 4GB và RAM 2GB, bộ nhớ 128. Đúng rồi, Redmi Note 11 nhá, 3 triệu 3, máy đẹp bao zin nhá. Samsung A31 3 triệu rưỡi, RAM 6 bộ nhớ 128, máy bao zin hình thức 98 nhá. Samsung A32 3 triệu 9, máy zin hình thức vẩy. Mình có mấy cây đây, 3 triệu 9 nhá. Còn có một cây máy đẹp, còn bảo anh già thì thôi ok mình sẽ bán cho người 4 triệu rưỡi nhá. Còn bảo anh 10 tháng, con này cũng bán hòa vốn rồi nè. Con này mà không lỗ phụ kiện mình không mà nghỉ bán điện thoại luôn. Con này nè, mình mua 4 triệu rưỡi bán 4 triệu rưỡi, lỗ phụ kiện luôn. Đấy, còn con này mình bán 3 triệu 9 máy bao zin nhá, hình thức 98, Samsung A32. Tiếp theo là Samsung A52 thì có cây màu đen là 5 triệu sợ, đây là A72. A52 nữa đâu nhỉ? Ok mình có 2 cây A52 nhé. Cây màu đen thì mình sẽ bán là 5 triệu 6, còn cây màu xanh mình sẽ bán 5 triệu 8. Còn đây là A72. Samsung A72 thì một cây 6 triệu 7, một cây 6 triệu 8 nhé. RAM 8 bộ nhớ 256, máy bao zin hình thức đẹp. Còn đây là con Oppo A55, máy đẹp keng như mới nhá, rẻ được 1 triệu, 3 triệu 3 rẻ được hơn 1 triệu luôn đấy. Nói chung là số đi bù lại thì mình cứ làm 200 nghìn một cây thôi. Có cây được hơn nhưng có cây mình nỗ mà. Vinsmart Line 4 nhá, bản RAM 664, 2 triệu rưỡi, máy đẹp. Samsung A71, Samsung A71 mình có 2 cây đây. RAM 8 bộ nhớ 128 nhá, máy zin thì rất đẹp, 5 triệu. Đây một cây A31 này, màu xanh với cây màu đen nhá. Nói chung cái lưng này nó chỉ xước lông mèo thôi, nó bóng các bạn nhìn thế đó. Còn thực ra nó không phải ấy đâu. Còn mặt trước đẹp nhá. 3 triệu rưỡi rồi. Tiếp theo con Samsung M51, máy zin. Còn bảo hành đến tháng 9, mặt trước rất đẹp. Mặt sau phải lông mèo lông chuột. Nói chung là các bạn biết Samsung là bằng nhựa, cho nên các bạn dán cương lực vào, dùng ốp vào có sạn bực, bạn không đau nó rất dễ bị như này.
máy bao zin, còn ai muốn đẹp thì có thể thay cái lắp lưng 50.000 hay sao, 50.000 thôi, sẽ thêm một cái lắp lưng khác nhá, mình muốn để nguyên cho nó zin. Ai muốn thay lắp lưng thì báo mình thêm 50.000 nữa, 4.900.000 nhá. Còn này pin 7.000 đấy, ram 8 bộ nhớ 128, Vivo i51 3.500.000 nhá, ram 8 bộ nhớ 128, máy zin thì đẹp. Redmi 9T 2.700.000, ram 464, máy đẹp nhá. Xiaomi 5i 2.1, ram 464 nhá, hình thức 98 thôi. Samsung A70 máy zin hình thức 9798, 3.3 nhá, ram 8 bộ nhớ 128. Samsung A11 con này nhá mọi người ạ, con này nếu mà máy zin đẹp thì sẽ có giá 2.1 triệu, con này mình ép kính rồi rẻ 500.000 nhá, để cho mọi người 1.6 triệu thôi. Đây là con Vivo i91, con này mình chẳng nhớ. Em ơi, này cho anh thưa, lấy cho cậu cái dán giá và cái bút rồi đấy, em đứng lên lấy cho anh đi cho nhanh đi. Em tí nữa quên mất, ram 2 bộ nhớ 32 nhá, để cho mọi người con này là một triệu hai, mà người mua luôn con này đi mọi người ạ, 1.200.000 nhá. Redmi Note 10 ram 6 bộ nhớ 128, 3.2 triệu nhá, máy zin thì tức đẹp, hình thức 98 nó không phải đẹp, đằng sau có phẩy một chút nhá, nó đẹp là không đúng rồi nhá, 3.2 triệu, ram 6 bộ nhớ 128. Oppo A73 3.4 triệu nhá, ram 6 bộ nhớ 128. Đây con Samsung A52 màu đen đấy, mình nói đây. Đây là Samsung Note 9 thanh lý cho mọi người 4.500.000 nhá. Con này lứt một tí lưng đằng sau này, 4.500.000. Còn con này của mình xước một tí màn này, thanh lý 4.500.000 xước đây này. Bình thường con này 5 triệu nhá. Và đây con Oppo A93 3.8 triệu nhá, ram 8 bộ nhớ 128. Còn đây con Xiaomi 8 nhá, 4.800.000. Còn đây ram 8 và ram 4 bộ nhớ 128 nhá. Máy đẹp keng 99, bao zin nha mọi người. S10e còn nguyên hộp phụ kiện đầy đủ, 4.200.000 nhá. S10e bản Việt Nam hay SIM. Nguyên hộp phụ kiện nhá. Có một cái thanh lý cho mọi người 900.000 là máy cắm nhá. Oppo F1S Vsmart Sa 5.8 nhá, ram 332, máy zin nhá. Samsung A20 1.1 đâu, A10 Samsung A10 1.1 vỡ kính nhá, mọi người mua về tự ép kính 1.1. Con này máy đẹp sẽ là 1.500.000 đấy. Con này A20 nhưng mà mình lại bán rẻ hơn con này 1.000.000 thôi, vì con này là máy cắm vào cái màn nó hơi già hơn một chút xíu nhá. Oppo A7 ram 464, cái này để cho 12.000.000. Con này để cho 1.800.000, ram 464, một con đẹp và một con phẩy nhá, hai con đều zin. Redmi Note 7 nói chung vỏ 6, 1.600.000 nhá. Z8 1.800.000, ram 332 nhá, máy đẹp. Z4 cộng 1.100.000 nhá. Con này là máy zin nhưng mà 6, nói luôn là 6. Samsung A10s 1.900.000 nhá, ram 332, máy đẹp. Mi 5 Plus 1.700.000, ram 464 nhá. Ram 332 là 1.800.000, ram 464, 1.700.000 là ram 332 nhá, thanh lý. Oppo A1K 1.400.000 nhá, máy gì thì tức 98.
Oppo A12 triệu 8 máy gì thì rất đẹp nhé. Cái này à, cái mất máy khách. Ok. Nhìn nữa nhỉ. Ở đây mình có mấy con thanh lý nhá. Thích hết mắc này. Khi mắc có thanh lý là mình sẽ sâu kỹ hơn cho mọi người này. Quan để cái màn nhá, quan để cái màn này. Nó bị một cái vết sọc vàng, nói chung là đây các bạn nhìn này. Vết sọc là siêu siêu nhỏ về để màn đen nhá. Màn đen thì các bạn nhìn rõ hơn đấy, các bạn nhìn rõ hơn này. Nhìn nhau. Nói chung là khó nhận biết lắm. Dán cơn lực vào khi còn che các bạn không thấy luôn. Thanh lý cho người 6.6 triệu. Sọc màn. Một con này đang là 8.3 triệu, vị trí các bạn rẻ được 1.7 triệu nhá. Mà dùng như bình thường vẫn bảo anh 3 tháng cho mọi người nhá. XS Max 64GB. Một con XS Max 7 triệu. Màn linh kiện nhưng mà lại 256GB nhá. Đấy, con này bình thường sẽ là 9 triệu. Tức là các bạn rẻ được 2 triệu. Màn linh kiện máy phun chức năng nhá. Một con A7G có tài khoản ẩn 1.2 triệu nhá. Có tài khoản ẩn 1.2 triệu. Samsung Z2 Pro 800, Z5 Prime cũng 800. Các con này thì nói chung là Facebook, YouTube, Zalo thoải mái nhá. XS Max 5.5 triệu, con này hỏng phây, màn linh kiện vỡ kính lưng sau. Đấy, camera chụp bình thường. Các bạn chú ý nhá. Lưng sau vỡ, màn linh kiện vào phây, 5.5 triệu nhá. Bằng con 8 Plus. Và con này chỉ vỡ kính lưng sau thôi, 7.3 triệu nhá. Đó. Ok đấy. Thì đây là toàn bộ số máy bên mình nhá. Mọi người thích con nào thì chủ động đặt hàng bên mình qua Zalo. Còn các bạn ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình là 95 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, ở ngay trên cầu Trương Dương các bạn nhá. Còn các bạn ở xa thì đặt hàng qua Zalo 0566884999 nhá. Bên mình nhận ship hàng toàn quốc. Mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái. Chi mưng thì lấy, không chi mưng các bạn có thể không lấy nhá. Ok thì bạn xem video thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.